Em ơi, một phôi bay gió lù đê cốt rồi cũng được, dễ rồi cũng ok. Dễ này bắn lên trời. Đây nè, trời cốt không phải ba này. Đây miếng thiệu, đây miếng thiệu nữa. Đấy, Nè, bay ra ông nè. cam kết ông tôi cái đó chỉ là một cây thôi. Đấy, gió lù nha anh em nha, đúng mẫu gió lù luôn. Anh em không thích chơi cái tàng bay này thì có thể cắt ngắn lại cũng đẹp luôn. Cây lượng rất là đẹp. Quanh. Nãy giờ cãi nhiều rồi á. Lượng nè. Quanh 26. Cao 45. Có dàn chi bây giờ nó là 94. Bầu dài 33 chốt đi anh em ơi. Dứt. Xin chào quý vị cùng các bạn. Thì hôm nay mình trồng cái phôi mai rừng dùng cát, mai vàng dùng cát. Có bầu các bạn, dáng bay. Cây cũng nhỏ rồi nhưng mà nó khá duyên. Thì mình pha kích gãy 15 lít, mình pha khoảng 1,5 muỗng Ibaka các bạn, theo chai nhỏ đó. Và một phần Rio Mingon để mình diệt nấm giai đoạn ban đầu ở từ ngoài thiên nhiên đem mang về. Thì mình ngâm tới đây, tới ngày mai, sáng mai thì mình trồng. Sáng hôm sau mình vớt ra. Từ cái mình ngâm trong cái thau này. Vớt ra đây, mình đã lựa xong vị trí. Sẽ mình gập bằng dính từ dưới lên tới đây thôi các bạn. Đừng đứt các bạn, đứt nó bị dở bầu ngay. Rồi trường hợp bên kia chúng ta nghiêng ngược lại. Rồi bên kia thì mình sau khi mình nghiêng ngược lại rồi thì mình cũng gập một đường giống như vậy. Mình vô chắc chồng vô cát định vị nó cho nó đừng có khi mà mình rút cái vào ra đó, cho nó bể đó, nó cũng bể thôi nhưng mà đừng có cho nó lớn quá. Rồi. Chúng ta lấy bằng dính ra thôi. Một bên tương tự bên đây. Thì mình đổ cát vô xong thì cây này đặc biệt dáng bay, cái thân nó nặng hơn cái gốc nè, nó có hiện tượng nó sẽ lung lay, nó sẽ bật. Mình chim cái cây vô đây các bạn. Rồi mình chỉ định hình xong rồi mình tưới kích gãy lại rồi mình chùm lại thôi.